Đó là trên tay đôi giày của mình là đôi giày Awin Micro Fiber M02 do công ty sản xuất giày bóng đá đồ thể thao Awin. Đây logo nó đây. Đeo trên tay mình là đôi màu đen có những cái viền màu xanh lá cây khá là đẹp. Cảm nhận đầu tiên là mình thấy upper rất là mềm. Nè, bạn thấy upper rất là mềm và form giày rất là uống rất là dễ. Tức là đôi này nó mềm ngay từ đầu, mang vào cảm xét cho cảm giác mà rất là êm ái ngay từ đầu. Thì mình được biết là cái này là chất liệu cũng giả da, nhìn nó cũng giống như là da thật nhé. Đế giày là đế TF, mang trong sân cỏ nhân tạo để chống trượt. Đây, một miếng lót rất là độc đáo và rất là đẹp. Đây, hai miếng lót rất là đẹp, cầm trên tay rất là nhẹ. Thì đó, cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mình cầm đôi giày này trên tay. Đây Iwin Microfiber, giá tiền cực rẻ luôn. Thì giá tiền và cái nơi bán mình sẽ để dưới phần description cho anh em xem. Giá rất là rẻ. Rồi, mang sơ sơ vậy được rồi. Mẫu này nó có 4 màu tất cả nha. Thì mình trên tay mình đã mang màu đen và có viền xanh lá cây, xanh chuối. Còn 3 màu nữa đó là màu bạc, màu xanh dương và màu xanh lá. Ok, thì những cái màu đó nếu anh em muốn mua thì có thể xem dưới description luôn. Rồi, giờ thì mang đôi giày này ra sân và thi đấu bóng đá nha. Let's go. Giày đã trên chân. Và hôm nay mình sẽ có một trận banh với lại anh Phương. Trần Phương, trước đây mình đã từng đá banh với anh Phương ở một đội kiểm toán cách đây 10 năm rồi. Siêu phủi trong đàn phủi. Giờ già rồi, giờ chuyển qua đá chơi vui ở đây với mọi người thôi. Và đây là những anh em bên công ty của anh. Thôi, giờ mình sẽ thi đấu trận banh này với đội giày Iwin nha. Xem nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi luôn, nhanh bắn xuống, bắn hai, lên lên, hai đánh một, hai đánh một, bắn hình. Lâu quá đáng sinh năm lại mệt quá. Hả? Về chắc lại. Rồi vô mạng sau. Bây giờ đá không khởi động hả? Dạ, sau khi tỷ số lên 6-0 thì là đội bạn quyết định đá bao play. Pha đá cộng 2 cực chuẩn. Qua đâu? Ồ. Không kỹ thuật. Bên đây. Thành công. Tiếc. Đá rồi.
Cơ hội ghi bàn rõ nét, nhưng cuối cùng Thi lại chọn biện pháp đồng đội chuyên. Một pha sút dài. Một pha ủi. Khi đối phương quá to thì các bạn sẽ làm gì? Không đối đầu trực diện, dùng thế né người, né những cú gài. Hết sức. Hết mạng hai. Xúc đạp cái xúc dày. Lừa quá. Lừa quá anh chị. Anh chị lừa quá anh chị. Chết chưa? Chết chưa cho Thi. Ok. Mấy em thấy hay nhớ like. Rồi chụp ra cho mọi người mình. Đôi giày này mình sẽ để dưới phần mô tả, ai muốn mua đôi giày này thì cứ xem dưới phần mô tả nha. Ok, chào, gặp lại.